Kính chào bà con. Hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023. Thì lời nói đầu tiên, chạy Trùng Quế Hay Ngon Vĩnh Long xin kính chúc bà con một ngày nghỉ cuối tuần được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả bà con cái nội dung chính của cái đoạn video là xịt di khuẩn, rửa gông, rửa ghiêu, rửa di khuẩn cho cái miếng vườn sầu riêng chuẩn bị để trái bói. Thì bà con thấy đây, hôm nay xịt thì gồm có đứa em với thằng rể xịt như thế này ha, bà con xem nè. Đó, đứa em đang xịt xịt tẩy gông nha bà con. Tẩy gông, tẩy là rửa, có nghĩa là mình nói tiếng nó nôm na là rửa gông, rửa di khuẩn cho cái cây nó sạch, sạch gông, sạch di khuẩn. Thì nữa mình có thể mình để trái, mình xịt kích thích bông á, nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì bà con xem đây, thì tôi xin thưa là tôi rửa gông, tôi xịt bằng cái hóa chất gì thì tôi cũng nói luôn, cái công thức nó là cái đồng, mà loại đồng đỏ ha, đồng đỏ. Mình nói nôm na là nó vậy thôi, là đồng đỏ. Thì mình xịt nó như thế này. Còn cái dụng cụ xịt là gồm cái gì? Đây là gồm cái máy để bơm nước vô cái thùng, cái phi nó như thế này. Còn cái máy này là cái máy mít xu 181, chạy với cái nén Magu 410. Cái này chạy ga anti, là bà con xem là chạy ga anti thôi, chứ cái nén nó không có miếng áp nè hết trơn. Nhưng bà con không có xịt miếng áp lên cái nén hết trơn, cái nén này rất ok. Thì bà con xem đây, tôi đang sử dụng. Đi dài dài tôi chia sẻ đó bà con xem. Đây tôi xịt cái cây nó ướt như thế này, bà con xem này ha. Cái này là loại đồng đỏ nha bà con, đồng đỏ. Tôi xịt cái cây nó như thế này cho nó ướt hết như thế này, để cho ba cái gông xanh này nè nó sẽ chết, để sau khi mình lên cái kích thích tạo mầm tạo bông thì cho cái nhánh này nè, cái nhánh của cây sầu riêng nó hấp thụ tốt nhất. Thì những cái gì tôi chia sẻ cho bà con xem như thế này ha. Bà con xem đây, đang xịt. Con xem thấy tôi xịt như thế này. Cái miếng vườn này là cái miếng vườn hữu cơ, nhưng mà coi miếng vườn hữu cơ 100% phân hữu cơ Trùng Quế. Tại vì tôi có cái trại Trùng Quế thì tôi xài sử dụng cái phân Trùng Quế, thì tôi chia sẻ với bà con cái miếng vườn tôi nó như thế này. Mà cái cây này là nó cũng là tròn 4 năm tuổi nha. Tròn 4 năm tuổi thì tôi mới bắt đầu để trái bói. Thì bà con nào có thấy cái những đoạn video thế này hay hay thì bà con hãy cho tôi xin một like. Bà con hãy đăng ký vào cái kênh YouTube Trại Trùng Quế Hay Ngon Vĩnh Long với cái số điện thoại rất quen thuộc là 0986 203 159. Tôi sẽ đồng hành và chia sẻ cùng với tất cả bà con. Bà con hãy bình luận vào ha, hãy bình luận vào kênh YouTube của tôi. Bà con xem đây. Đây, cho bà con xem cái cây sầu riêng đây. À, chuẩn bị để bông thì cái cây phải làm cho nó thoáng như thế này. Cái lá nó, cái cơi đọt nó phải như thế này. Thì cái này tôi cũng xin thưa luôn, cái này là chắc một tuần nữa tôi sẽ sử dụng lân để tôi tạo mầm cho cái cây sầu riêng tôi ha. Bà con xem nè. Cái cây này là mới đúng 4 năm tuổi nha bà con, đúng 4 năm tuổi. Đó. Bà con xem đứa em xịt bên kia đó. Cái nén này là chỉ chạy ganti thôi mà chưa có miếng nén nữa hết trơn, bà con. Tôi chưa có tăng miếng nén nữa hết trơn, bà con xem nè. Bà con xịt cho nó hơi ướt ướt ha. Xịt đều cây hết trơn, ướt ướt. Như mình chịu khó mình đi tròn tròn cái cây vậy đó. Thì là cái cây này vô con xịt cây này. Bà con xem nè. Xịt nó như thế này nè, bà con xem nè ha. Không có gì cực, ai nói trồng sầu riêng cực, chứ như theo bản thân tôi là tôi thấy không có gì cực. Tại vì mình mần có rễ làm tiếp, có em út làm tiếp, mình chỉ hữu hợi thôi, cho nên mình nói là mình không cực. Bà con đừng cười nha, thì tôi nói vậy thôi. Cực hay không gì cũng do mình nha bà con. Đó, bà con xem nè. Thì những cái đoạn video như thế này mang tính chất tham khảo để cho vui. Thì trước khi kết thúc đoạn video, tôi xin kính chúc bà con được nhiều sức khỏe, dạng sự như ý,
và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tôi xin hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào bà con.